Thưa quý vị, và mới đây, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng đánh chết người vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu. Đó là Lê Văn Phúc, ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân bị đánh chết là ông Phạm Huy Sĩ, trú ở cùng địa phương. Trong quá trình Phúc và ông Sĩ và ông Nguyễn Ngọc Phượng tổ chức ăn nhậu cùng với nhiều người khác, rượu vào lời ra trong cuộc nhậu thì giữa ông Sĩ và ông Phượng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Và sau khi được mọi người can ngăn thì hai người đã giải hòa và tiếp tục ngồi lại uống rượu. Sau đó ông Sĩ lấy xe máy đi về thì Phúc liền đi theo rồi dùng một tay đấm vào đầu ông Sĩ khiến ông ngã xuống đường. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Sĩ đã bị vỡ mạch máu não dẫn đến tử vong. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.